1.000 năm trước, đã có những cánh chim vàng mơ ước bay cao, bay xa để mang hai chữ Thái Bình đến thôn cùng ngõ hẻm của nước Đại Cổ Việt, cho dân chúng thoát khỏi họa xâm lược và nạn đao binh cát cứ của các tập đoàn phong kiến. Đường vào Hoa Lư núi răng như lũy thành. Vào thế kỷ thứ 10, đất nước liên tiếp bị họa xâm lăng từ phương Bắc. Khi ấy, núi sông đã tạo thành khiên mộc bảo vệ kinh thành non trẻ của các triều vua có tinh thần độc lập và tự chủ. Ở Hoa Lư, việc nội cung và ngoài cõi có nhiều chuyện gắn với sự tồn vong của nhà nước Đại Cổ Việt, mà người đứng đầu chính là Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh. Ông Trương Đình Tưởng, một người đã dành nhiều năm nghiên cứu lịch sử cố đô Hoa Lư, cùng tham gia với đoàn làm phim để dẫn giải về những sự kiện và con người tiêu biểu thuộc triều Đinh và Tiền Lê của nước Đại Cổ Việt ở thế kỷ thứ 10. Vua Đinh là con trai của quan quan thứ sử Hoan Châu Nghệ An là Đinh Công Trứ. Như vậy là đức vua xuất thân từ một gia đình quý tộc, nhưng là quý tộc của thời kỳ đã bị suy vong, cha mất sớm, thì ông về ở với mẹ chăn trâu cắt cỏ cho chú ở Sách Bông, nay là xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Vì là một người có chí khí hơn người và có chí lớn, nên ông đã tụ tập trẻ chăn trâu cắt cỏ bốn phương cờ lau tập trận. Chính cờ lau tập trận này người ta gọi là trận giả, hoặc là những diễn tập để sau này người phất cờ tụ nghĩa bốn phương, dẹp loạn 12 sứ quân, nhất thống Giang Sơn, mà sử sách ghi rằng chỉ một lần phất cờ mà bốn phương đại định, người xưng hoàng đế, đặt niên hiệu mới và lập quốc đô, lập lên nhà nước Đại Cổ Việt. Nhân dân ca ngợi, này, đây là một người thiên sứ Giáng sinh, là một tướng của nhà trời sai xuống để định yên cho thiên hạ và ban phước lành cho dân, và gắn với nhiều huyền thoại, huyền tích của địa phương, đó là thân phụ là Rái Thần, rồi Mã Táng Hàm Rồng, đó cũng là nhằm để tôn vinh cái sự nghiệp vẻ vang và phi thường của Đức Đinh Tiên Hoàng Đế. Đây là cung thờ thân phụ và thân mẫu của Đức Đinh Tiên Hoàng Đế, có tượng và có bài vị ghi là Thượng Hoàng Đinh Công Trứ Thần Vị và Thái Hậu Đàm Quý Thị Thần Vị. Vào năm Mậu Thìn 968, nơi đây đã dựng triều chính, Đinh Bộ Lĩnh được bầy tôi dâng tôn hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng Đế. Sau đó vua định mũ áo cho các quan văn võ. Lê Văn Hưu bàn: Tiên Hoàng tài năng sáng suốt hơn người, đánh một cái mà 12 sứ quân thần phục hết, rồi mở nước đóng đô, đổi xưng hoàng đế, đặt 100 quan, dựng 6 quân, chế độ gần đủ, chắc là ý trời cho nước Việt ta sinh ra bậc thánh chiết để tiếp nối chính thống của Triệu Việt Vương. Cả nghìn triệu năm, núi vẫn núi, nhưng có núi thánh, núi thần do con người chiêm nghiệm và suy tôn theo văn hóa tín ngưỡng cự thạch xa xưa. Vị trí và tính đa năng của mỗi ngọn núi đã có ảnh hưởng sâu đậm đến đời sống tâm linh của cư dân trong vùng. Bộ Lĩnh sinh năm Giáp Thân 924. Có điều khác thường là bà Đàm Thị mang thai 14 tháng mới sinh ra ông, một bé trai khác lạ với mọi đứa trẻ trong vùng. Chưa đầy cữ, Bộ Lĩnh đã ngồi vững. Có ông thầy tướng nhìn thấy đã nhận xét: thằng bé này lớn lên tất không phải là người thường, sẽ đứng đầu thiên hạ. Vào tuổi tráng niên, ông tập hợp quân, đánh đâu thắng đấy, dẹp tan nạn 12 sứ quân, thống nhất Giang Sơn, đem lại thái bình cho nước Việt.
năm Mậu Thìn 968 mở ra một kỷ nguyên mới về độc lập tự chủ của Đại Cổ Việt với các tập đoàn phong kiến phương Bắc. Nhà Tống phải mặc nhiên công nhận nền độc lập ấy và đã cử sứ thần sang Bang Giao dò xét. Đinh Thiên Hoàng đã định triều nghi, phân nước làm 10 đạo, phong Nguyễn Bặc làm Định Quốc Công, ngang chức tể tướng. Lưu Cơ làm đô hộ phủ sĩ sư, trông coi hình luật. Đinh Điền làm ngoại giáp, trông coi mọi việc ngoài kinh đô. Lê Hoàn làm thập đạo tướng quân. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế ở tuổi ngoại tứ tuần. Vua lập năm hoàng hậu là Đan Ca, Trinh Minh, Kiều Quốc, Cô Quốc và Ca Ông. Theo sử, năm hoàng hậu đều là người đại diện cho năm dòng họ lớn và có thế lực thời bấy giờ. Khi ngồi ở ghế cao, năm người đều có quyền lực ngang nhau, đã gây ra nhiều sự rối loạn trong triều, dẫn đến sự suy vong của triều Đinh sau này. Đinh Thiên Hoàng chia nước làm 10 đạo, tuyển mộ 1 triệu binh lính theo chính sách ngụ binh ư nông. Ai chống đối sẽ bị ném vào vạc dầu hoặc thả vào chuồng cọp, khiến đa số dân chúng sợ hãi mà phải vâng lệnh. Những hình luật hà khắc của vua chính là phép hành xử trấn áp thay vì cảm hóa và thuyết phục, cho thấy một triều đại còn sơ khai và chưa đủ vững bền. Trên cái nền tảng của một nhà nước phong kiến trung ương tập quyền vừa mới hình thành, rõ ràng là chưa đủ mạnh và chưa đủ sự bền vững. Những biện pháp đó là mang tính răn đe để nhằm tách cái đám đông họ còn trung thành với chúa đất và chủ cũ của những các lãnh chúa, có những hữu hiệu nhất định, nhưng thực sự nó không phù hợp với lại một ông vua đại thắng mình hoàng đế. Bên cạnh đó lại là có Khuông Việt đại sư và Phật giáo lúc bây giờ đã trở thành quốc giáo, thì rõ ràng thấy không phù hợp. Thì chúng ta thấy đây là những dấu hiệu của những hiểm họa đã hình thành của nhà Đinh. Kinh thành Hoa Lư được núi cao, sông sâu bao bọc, có thể chống được thù ngoài, nhưng trong cung không thể nói là đã yên vị. Vào thế kỷ thứ 10, yếu tố tâm linh vẫn mang một sức mạnh thần bí. Khi con người chưa làm chủ được thiên nhiên và thế sự, thì thánh thần vẫn là nơi cứu rỗi mọi khổ đau và khát vọng của con người. Đây là Động Thiên Tôn, tên cổ ngày xưa tức là Dũng Đương Sơn hoặc là Vũ Đương Sơn, tức là nước chảy từ trên cao dừng xuống. Động thờ Huyền Thiên Chấn Vũ, năm Mậu Thìn 968, Đinh Tiên Hoàng Đế lập nước Đại Cổ Việt và đóng đô ở Hoa Lư, thì ngài đã cho lập đền thờ Huyền Thiên Chấn Vũ tại đây. Đây là một vị thiên thần nhất nước Nam. Kinh thành thì ngoài cái việc mà quân lính canh gác thì có trấn yểm ở các cửa, thì đây là một cửa phía Bắc. Thần Huyền Thiên Chấn Vũ chuyên cai quản và trấn yểm phương Bắc. Và đây cũng là được coi suốt từ hơn 1.000 năm nay là đền vẫn là nổi tiếng linh thiêng. Thời vua Đinh, vua Lê và cả khi những năm tháng đầu tiên của thời nhà Lý cũng đều đến cầu đảo ở nơi này để lo những công việc nước ổn dân yên hoặc điếu quân trừng phạt nơi đâu, thì các vua chúa cũng đều đến để thờ ở nơi này. Theo thuyết phong thủy, cửa động Thiên Tôn chính là miệng của một con rồng. Thần Huyền Thiên Chấn Vũ được đặt thờ ở miệng rồng chính là mong thần mang lại yên bình cho nước Việt. Tôi đang đứng trên đỉnh núi Bái Đính, mà núi Bái Đính nhìn từ xa, nhất là từ phía tây nam nhìn về, thì núi giống như một con long mã truy phong về phía sông Hoàng Long. Núi thờ Phật, thờ Thánh Cao Sơn và thờ Mẫu Thượng Ngàn, gọi là thờ tiên. Như vậy núi được coi là Như Lê Thánh Tông trong bài thơ ghi lại trên đỉnh núi, thì đây là bảo chướng hoàng đô tự tích triều, là tức là án ngữ che chắn được kinh đô Hoa Lư ở phía tây, đường thượng đạo từ phía tây. Và phía bắc
của kinh thành Hoa Lư thì có núi Thiên Tôn là núi thờ thần Trấn Vũ, là như một con sư tử phù phục. Và đây là hai cửa có thể nói là quan trọng nhất của kinh thành Hoa Lư, là ở phía Bắc và ở phía Tây Nam. Núi Bái Đính nằm phía tây kinh thành Hoa Lư. 1.000 năm trước, nơi đây đã thờ Phật, thờ thần, thờ thánh. Bái Đính có nghĩa là nơi lễ bái, phong hầu bái tướng của nhiều triều đại phong kiến Việt Nam. Núi linh thiêng bởi sự linh ứng qua lời khấn thành tâm của con người trước thần Phật. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hàng đấy là bên kia dãy núi đây. Thế là ngài là được Đinh Bộ Lĩnh đón về đây để cai quản cửa ngõ phía tây của kinh thành, tây nam của kinh thành nhà vua. Ngài có đây là hơn 1.000 năm. Đây là bức tượng bằng đồng nguyên khối. Thì lúc ngài Cao Sơn Đại Vương làm năm 2007-2008 để định là thay thế bức tượng gỗ thờ ngài đã lâu đời ở trên đỉnh của núi Bái Đính. Nhưng mà khi bức tượng này khánh thành đưa về để định thay vào đó thì người ta đã dùng rất nhiều sức người và kể cả sức máy móc để muốn đưa cái di rời bức tượng gỗ của ngài ra khỏi vị trí để thay bức tượng đồng này vào, nhưng không được. Người ta thấy đấy là rất là sự tâm linh và xin với ngài làm thêm một cái đền thờ để thờ ngài, cũng vẫn hướng như cũ và cũng là chính nơi mà ngài đang cai quản cái khu vực núi đồi phía trước mặt của ngài từ thời vua Hùng. Dãy núi trùng điệp trước cửa hang có dáng 100 tượng voi trầu về nơi thánh ngự. Từ cuối thế kỷ thứ 11, Đức Nguyễn Minh Không đã ngự và tu tại đây. Ngài lập chùa am thờ Phật ở đây, ở trong động Bái Đính này, và tu tại đây. Cho đến khi Lý Thần Tông mắc bệnh hoa hổ, thì Ngài được triều vời về kinh thành Thăng Long. Và kỳ lạ thay, Ngài đã chữa khỏi được cái bệnh đó của Đức Vua Lý Thần Tông. Nên Ngài được phong là Lý Triều Quốc Sư. Để ghi nhớ công ơn của Ngài, thì nhân dân địa phương đã lập đền thờ ngài ngay trên đỉnh núi Bái Đính. Nơi đặt bàn thờ Thánh Nguyễn là đỉnh núi vòng cung, hình tay ngai, ngự trên thế phong thủy, tam đầu tứ vĩ. Đó là sự hợp lưu của các dòng sông, tạo nên hình rồng uốn lượn, ôm lấy núi Bồ Đình, Kỳ Lân, để sau đó xuất hiện bậc đế vương họ Đinh và quốc thánh họ Nguyễn. Gác chuông chùa Bái Đính là một kiến trúc hiện đại và bề thế của chùa Việt Nam. Nơi đây có đại hồng chung 36 tấn. Chiều chiều ngân 108 tiếng cho con người thoát khỏi sầu đau bởi tham sân si để được về cõi cực lạc. Trước khi đến cửa Phật, chúng ta đi qua 500 vị La Hán được người thợ xã Ninh Vân lấy đá từ núi Thiên Dưỡng Sơn, một trong 21 ngọn núi thiêng của Việt Nam, để tạo tạc thành. Chùa Bái Đính được xây dựng ở ngay núi Bái Đính Sơn là sự tiếp nối dòng chảy tâm linh của Phật giáo từ thời Đinh và Tiền Lê. Vì khi xưa nơi đây là cửa ngõ phía tây của kinh thành Hoa Lư, mà kinh thành Hoa Lư xưa là dày đặc những kiến trúc về tôn giáo Phật giáo. Nhiều nhà sư đã tham gia triều chính như Ngô Chân Lưu, như Đỗ Pháp Thuận. Thế đất ở đây theo phong thủy thì được cả Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ là các dãy núi bao xung quanh, và phía trước là Minh Đường, là có Hồ Đàm Thị và có dãy núi tạo thành chữ tâm, và phía sau có chẩm là núi Thung Bình.
phóng sinh rộng gần 5.000 mét vuông để nhà chùa và các Phật tử thực hiện phóng sinh trong các ngày đại lễ. Quan Thế Âm Bồ Tát, nghìn mắt nghìn tay, Ngài là một nhà tu hành đắc đạo, được lên cõi Niết Bàn. Vì thương xót chúng sinh, Ngài hóa thân mọc ngàn con mắt, ngàn cánh tay, để vươn tới khắp cõi trần cứu độ con người. Tượng Nguyên Khối được đúc bằng đồng mạ vàng nặng 100 tấn, khiến chúng sinh nhỏ nhoi trước sự vĩ đại của Phật. Điện Tam Thế là công trình thờ Phật lớn nhất ở nước ta. Chiều cao tòa điện là 34 mét. Diện tích nội điện rộng gần 2.400 mét vuông. Điện được dựng 3 tầng. Các mái đều lợp ngói ống tráng men nâu. Điện tọa lạc trên sườn Ba Rau, điểm cao nhất của bái đính Tân Tự. Trong điện thờ ba pho tượng Tam Thế, quá khứ Phật ở tư thế thiền, thế tay ở vô úy ấn, mang lại sự bình an cho chúng sinh. Hiện tại Phật ngồi thiền định, tay định ấn toát lên sự tĩnh tại, bất khả xâm phạm và cao quý vô biên. Vị Lai Phật ngồi thiền, tay ở thế an ủy ấn, đó là biểu tượng của sự hoàn chỉnh, không có bắt đầu, không có kết thúc. Phật Pháp là thánh thiện và vĩnh cửu. Các pho tượng đều được đúc bằng đồng dát vàng, nặng 50 tấn, chiều cao cả bệ tượng lên gần 9 mét. Các nghệ nhân đúc đồng ở Ý Yên đã dồn hết tâm trí, tài năng của mình tạo ra sự kỳ vĩ của Phật, để chúng sinh được che chở từ tấm lòng hy xả từ bi Bồ Tát của Ngài. Vào đây, tính thiện được đề cao và tôn sùng để con người sống với nhau nhân hòa bác ái. Tôi nghĩ chùa Bái Đính xây dựng ở nơi đây là đắc địa, kể cả về tâm linh, kể cả về thiên thời địa lợi và nhân hòa. Nơi đây gần dân, nhưng dân không gây lại sự ồn nhiễu, mà trái lại dân lại là điểm tựa cho chùa. Điều đó đối với các ngôi chùa cổ ở Việt Nam là người ta rất chú trọng. Chùa Nhất Trụ tọa lạc ở phía bắc đền Lê Đại Hành, khoảng trên 100 mét. Ngôi chùa được vua Lê xây vào năm 995 để dâng nhà Phật. Bởi thời đó, đạo Phật được coi là quốc đạo. Nhà vua tin sự linh ứng của kinh Phật nên đã cho khắc kinh Đà La Ni và kinh Thủ Lăng Nghiêm lên cột đá để ca ngợi trí tuệ, tài năng và sự bao dung của Đức Phật. Thời ấy, các nhà sư Ngô Chân Lưu, Đỗ Pháp Thuận và Thiền sư Vạn Hạnh đã trở thành các cố vấn tin cậy của vua Đinh, vua Lê khi bàn những việc hệ trọng về triều chính. Nước Đại Cổ Việt ra đời từ 1.000 năm phong kiến phương Bắc đô hộ, gọi là Đêm Trường Nô Lệ. Tức là trước đó là ba nhà Khúc Dương Ngô đã xây dựng nền độc lập tự chủ. Đến thời nhà Đinh và Tiền Lê xây dựng đất nước độc lập tự chủ, muốn thoát ly ra cái chính trị của Trung Quốc, của nhà Hán. Nhưng thực sự là nền chính trị, cái ảnh hưởng của chính trị và văn hóa phong kiến Trung Quốc cũng còn rất là nặng nề, không dễ dàng mà thoát ra được. Hơn ai hết, Lê Đại Hành và trước đó là Đinh Nguyên Hoàng hiểu rất rõ về tương quan lực lượng giữa nhà Tống với quốc gia Đại Cổ Việt, nên các ông đã hết sức khôn khéo, mềm dẻo để về ngoại giao, giả bên ngoài là thần phục, trong xưng đế để giữ vững nền độc lập tự chủ và giữ thực cái uy quyền của mình. Tinh thần đó đã thể hiện trong cái bài thơ Quốc Tộ, tức là bài vận nước
của nhà thư sư Pháp Đỗ Pháp Thuận nói rằng là vận nước như mây cuốn, trời Nam mở Thái Bình, vô vi trên điện lạc, xứ xứ dứt đao binh. Tức là muốn nói các nhà điều hành vương triều thì vô vi, tức không làm điều gì trái với tự nhiên. Ngẫm ra trong những bài học của lịch sử, những người làm trái với tự nhiên thì đều mang lại kết quả không cái gì làm tốt đẹp. Mỏm đầu rùa trên đỉnh Mã Yên Sơn từ nghìn năm nay vẫn trầu về đền Vua Đinh, tượng trưng cho sự trường thọ dài lâu, thế mà vận số chả được như ý nguyện. Cửa vào đền khắc bốn chữ Bắc Môn Tỏa Thược, nghĩa là đóng chặt cửa ở phương Bắc, còn ba hướng khác thì sự phòng bị lại lơ là, dẫn đến cảnh nổi da nấu thịt. Vua Đinh có ba hoàng tử. Năm Mậu Dần 978, vua lập con nhỏ Hạng Lang làm hoàng thái tử, trong khi con trưởng là Đinh Liễn, văn võ toàn tài, đã từng xông pha trận mạc và hai lần đi sứ thành công lại không được kế ngôi. Việc lập thứ bỏ trưởng chỉ vì yêu ghét cảm tính đã gây ra những thảm họa khôn lường. Vào mùa xuân năm ấy, ở kinh thành Hoa Lư xảy ra động đất và mưa đá dữ dội, báo hiệu điểm ngờ đang đến gần. Một đêm mưa răng mờ tỏ, Đình Liễn đã mật sai người vào cung giết em để tranh lại ngôi vị. Sau việc đau lòng ấy, vua Đinh chỉ nói một câu với con trưởng: người nhẫn tâm lắm. Đình Liễn lạnh lùng nói: thưa cha, người nhẫn tâm không phải là con. Ngẫm ra, đưa người non yểu lên cao là biến yêu thành hại chỉ trong sớm chiều. Đinh Hạng Lang đã rơi vào cảnh danh hư tử thật do vua cha đặt nhầm chỗ. Kinh Thiên Thủ, Thiên Nhãn cầu đến Quan Thế Âm Bồ Tát hóa giải nỗi khổ đau oan khuất của chúng sinh vẫn vang lên như 1.000 năm trước. Không biết linh hồn người xấu số có được siêu thoát bình an. Từ nhiều nguồn sử liệu và các bộ sử cũ cũng cho chúng ta thấy rằng vương triều của nhà Đinh được xây dựng bởi nhiều giai tầng trong xã hội, xuất thân nhiều thành phần rất khác nhau. Và đây cũng là một điều để ẩn chứa những sự không bình thường và sự không lành xảy ra ở trong triều đình. Chúng ta biết rằng đối với như một nhân vật điển hình như Ngô Nhật Khánh là một sứ quân trong 12 sứ quân của vua Đinh, được vua Đinh xây dựng trên mối quan hệ thân tộc rất là thân mật trong gia đình. Đức vua lấy mẹ Ngô Nhật Khánh rồi lại gả con gái là công chúa Phất Kim cho Ngô Nhật Khánh, thì là Ngô Nhật Khánh là thành Phò Mã, và em gái của Ngô Nhật Khánh thì lại lấy Nam Việt Vương Đinh Liễn. Như vậy là mối quan hệ trong gia tộc rất là bền vững. Thế mà Ngô Nhật Khánh vẫn còn đi cầu viện của quân Chiêm Thành để sang đánh nước Đại Cồ Việt, chứng tỏ là những mâu thuẫn âm ỉ trong đó vẫn không thể nào một sớm một chiều để có thể thu xếp một cách tốt đẹp được. Và đây là đền thờ của công chúa Phất Kim, mà nơi đây xưa kia vốn là cung mà dành cho nhà vua để dành cho công chúa để ở. Và vì quá tủi nhục với sự phản bội của Đức Lang Quân là Ngô Nhật Khánh nên nàng đã nhảy xuống giếng này để tự vẫn, để giữ lấy khí tiết của mình. Người đã ra đi nhưng xiêm áo để lại. Hoàng thái tử và công chúa yêu đã chết vì các thế lực tranh giành ngôi kế vị trong triều. Điều ấy không biết có thức tỉnh vua Đinh nghĩ đến câu Tề gia trị quốc bình thiên hạ của Khổng Tử.
Quan Chi Hậu Đỗ Thích là người cứu vua Đinh thoát khỏi vòng vây trận mạc, và cũng chính người này đã tạo ra thảm kịch dẫn đến sự ra đi của vương triều họ Đinh. Về nhân vật Đỗ Thích thì đến nay lịch sử chưa xác định rõ được hành trạng của ông, nhưng chỉ biết rằng ông là người có công giúp vua Đinh khi hoạn nạn, dẹp loạn 12 sĩ quân thì ông đã cứu vua Đinh. Và khi Đinh Vũ Lĩnh lên ngôi hoàng đế thì được vua Đinh giao cho chức Chi Hậu Nội Dân, là chức quan thường bên cạnh vua để giúp vua các công việc. Thì một đêm Đỗ Thích nằm mơ thấy sao rơi vào miệng, cho đó là điềm báo lên ngôi vua, nên Đỗ Thích đã tưởng đó là thật, nên đã tìm mưu để sát hại vua Đinh trong một đêm vua ăn yến tiệc ở sân đình. Người xưa nói, nước xa không dập được lửa gần, đã ứng vào vận hạn của nhà Đinh, khiến vương triều vì quá tin người mà dẫn đến tiêu vong. Vua Đinh lấy cái ân huệ của mình để ban lại cho Đỗ Thích bằng chức thước quan cao trong triều đình như vậy, để dẫn đến là Đỗ Thích nằm mộng mà sát hại cả vua và con trưởng là Nam Vệ Vương Đinh Liễn, gây ra sự sụp đổ của vương triều nhà Đinh. Đây là một bài học cho tất cả những triều đại và cho muôn đời chúng ta, cho con cháu chúng ta, là việc ban phát chức thước để trả bằng ơn này, đấy là một hậu quả khôn lường. Hàng năm, cứ đến ngày giỗ vua Đinh, dân Trường Yên và họ Mạc quanh kinh thành Hoa Lư lại tổ chức một nghi lễ đặc biệt nhằm giáo huấn con người. Nếu vì mơ tưởng viển vông, tài hèn đức mọn mà muốn ở ngôi cao chức trọng là gây ra thảm họa cho nhiều người. Đỗ Thích, kẻ giết vua, năm nào cũng bị hành xác trước mặt vua Đinh để răn rằng, kẻ phản phúc sẽ bị người đời nguyên rủa và trừng trị. Trong Đại Việt Sử Ký thì Lê Văn Hưu có bình rằng Đinh Tiên Hoàng tài năng thông minh dũng lược hơn đời, nhưng không chịu phòng bị, thật đáng tiếc thay, để mất một cơ nguyên cơ nghiệp. Vì vậy nên người ta nói rằng được ngôi thì do thời, mà mất ngôi là do thế. Ngọn cờ Thái Bình tung bay trên nước Đại Cổ Việt đúng một giáp 12 năm. Vua Đinh bị sát hại, triều chính mất đi trụ cột dũng lược và tài năng. Hồn vua có nhập vào sông núi Hoa Lư, hay người đã cưỡi trâu về trời như một thiên sứ đã làm xong việc ở trần gian? Sau khi vua Đinh mất, Định Quốc Công Nguyễn Bặc và quan ngoại giáp Đinh Điền khâm liệm vua trong quan ngoài quách, và bí mật chuyển đến hang quản, cho lính canh giữ suốt ngày đêm, và đặt hai quan tài già ở lầu Đại Vân cho các quan phúng viếng. Khi chôn quan tài thật, có 10 cỗ kiệu rồng, mỗi cỗ có 4 ngựa kéo, chạy đi các hướng theo thời khắc khác nhau. Không ai biết mộ cha con vua Đinh ở đâu. Những người đi an táng cũng không ai trở về, chỉ có Nguyễn Bặc và Đinh Điền biết. Sau này cả hai đã bị Lê Hoàn tiêu diệt, nên mộ của vua Đinh vẫn là một bí mật không được giải mã. Ngôi mộ trên đỉnh Mã Yên Sơn có thể chỉ là mộ tưởng niệm với hàm ý
vua vẫn ngồi trên yên ngựa, chỉ huy trận mạc bảo vệ kinh thành Hoa Lư. Phía trước mộ vua có những vỉa đá nhấp nhô như những đội quân nghiêm trang sẵn sàng đợi lệnh hoàng đế. Thái tử Đinh Toàn, con trai của Dương Vân Nga, được bá quan suy tôn lên làm hoàng đế khi mới 6 tuổi. Trước sức ép xâm lược của nhà Tống và nguy cơ nội chiến xảy ra ở trong nước, các vị tứ trụ triều đình như Đinh Điền, Nguyễn Bạc, Phạm Hạp, xả thân bảo vệ quyền lợi nhà Đinh đã phải chết bởi phó vương Lê Hoàn. Giặc Tống nhân cơ hội nước Đại Cồ Việt đang có rối loạn mà cho rằng đây là một cơ hội nghìn năm có một, muốn làm một tiếng sét đánh ngang tai để cướp lại đất nước của chúng ta. Nên giặc Tống lăm le bờ cõi. Giữa lúc tình hình trong nước như thế thì rất cần đến một người là phải cầm quân chỉ huy để giữ yên được cái bờ cõi và giữ lên nền độc lập của nước nhà đã xây dựng nửa thế kỷ. Nên là lúc này nhờ một lực lượng đứng hậu thuẫn, mà trong đó là có đại tướng quân Phạm Cư Lượng, để ông Phạm Cư Lượng đã hô ba quân tướng sĩ ủng hộ đưa được Lê Hoàn lên ngôi hoàng đế. Và lúc này là Dương Thái Hậu trao Long Bào cho Lê Hoàn để chính thức cho Lê Hoàn cất quân, là danh chính ngôn thuận là lên ngôi hoàng đế. Dương Thái Hậu sinh ra trong một gia đình quyền quý, và bà có một cái truyền thuyết nói về khi sinh ra bà là rất là đặc biệt. Bà khóc dạ đề tới 3 tháng, có một ông thầy đến viết vào bàn tay của bà một câu là một vai gánh vác cả đôi sơn hà, thì tự nhiên bà nín bặt. Và quả như vậy, sau này bà là trở thành là hoàng hậu của hai vua, tức là vua Đinh và vua Lê Đại Hành. Bà là người thông minh, sáng láng, tài đức, vẹn toàn. Trong lúc triều đình nhà Đinh đang gặp đại nạn, là vua Đinh Tiên Hoàng và con trai trưởng là Nam Việt Vương Đinh Liễn bị Đỗ Thích sát hại, triều đình đứng trước một cái khó khăn là người kế vị là Đinh Toàn là chỉ mới có 6 tuổi. Bà đã cầm mà chấp chính, buông mảnh chấp chính để giúp cho Đinh Toàn trong vòng 9 tháng. Và bà đã chính thức trao áo Long Bào của vua Đinh cho Lê Đại Hành. Dương Thái Hậu thấy đất nước lâm nguy, để bảo vệ thành quả của vua Đinh đã dày công gây dựng, lượng sức mình trí lực mỏng manh, bà đã sáng suốt trao áo bào cho Lê Hoàn lên ngôi hoàng đế, xây dựng nhà Tiền Lê, lập nên chiến công phá Tống, bình Chiêm, bảo vệ nhà nước Đại Cồ Việt và trực tiếp bảo vệ Đinh Toàn thoát khỏi phận chết yểu như Hạng Lang trước đó. Việc đổi ngôi ấy diễn ra vào năm Canh Thìn 980. Đức vua Lê Đại Hành sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng trong một đêm mà người mẹ là Đặng Thị nằm mơ thấy giấc mộng hoa sen mà sinh ra đức vua. Đức vua sinh ra đã thông minh, sáng láng hơn người, và được đức quan sát, Lê quan sát đỡ đầu, và người đã trở thành, nhanh chóng là trở thành một vị tướng giỏi của trong thời nhà Đinh, và trở thành khai quốc công thần và được phong lên chức thập đạo tướng quân, tức là tổng chỉ huy quân đội của triều nhà Đinh. Lê Đại Hành đã lên làm vua với sự phò tá của tướng quân Phạm Cư Lượng và hậu thuẫn của Dương Thái Hậu. Lê Hoàn lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu mới cho nước Đại Cồ Việt là Thiên Phúc. Nhà Lê lên ngôi ứng với câu sấm: Đỗ Thích thí Đinh Đinh, Lê gia xuất Thánh Minh, nên mọi người đều quy phục. Việc triều chính vẫn tuân theo nếp vua Đinh đã định từ trước. Thử thách đầu tiên và cũng là sinh tử với Lê Đại Hành chính là chống quân Tống xâm lược, bảo vệ chủ quyền độc lập của Đại Cồ Việt.
Trước lúc xuất quân, nhà vua hỏi thiền sư Vạn Hạnh về sự thành bại nơi chiến trường. Vạn Hạnh nói ngắn gọn rằng, nội trong 5-7 ngày quân giặc sẽ tan. Vua ra trận mang theo niềm tin và chiến thắng. Hang động ở Hoa Lư chằng chịt như những chiến hào bí mật. Lê Đại Hành đã dùng chiến thuật mai phục và bất ngờ tấn công quân Tống bằng những thuyền nhỏ ở nhiều hướng khác nhau. Theo câu tổng kết, Nam Chu Bắc Mã, tức là người phương Nam dùng thuyền, người phương Bắc đi ngựa. Ông đã lấy sở trường đấu với sở đoạn của quân Tống. Dùng ngựa ở vùng núi non, sông nước, nên quân Tống đã đại bại ở Tây Kết, Vạn Kiếp và Bạch Đằng. Chiến thắng Bạch Đằng lần thứ hai của Lê Hoàn trên sông Bạch Đằng thì được coi là chôn vùi mộng bành trướng bá quyền của phương Bắc. Và có thể nói Hoa Lư trong nửa thế kỷ ấy là kinh đô phi chiến địa. Kẻ thù không bén mảng được đến kinh đô. Giặc Chiêm tiến đánh hàng nghìn chiến thuyền và hàng vạn quân bị chìm đắm, không cần sức người đánh mà trời đã đánh ngay trên bãi biển của Thần Phủ. Dưới triều của vua Lê Đại Hành, công việc chỉnh trang và xây dựng kinh đô ở một quy mô chưa từng có. Các thợ làng nghề đã được huy động về đây để dựng lên cung điện, lâu đài, khiến sứ thần nhà Tống phải thốt lên, không khác gì kinh đô Tràng An ở phương Bắc. Sử ký ghi, năm Giáp Thân 984, làm điện Bách Bảo Thiên Tuế ở núi Đại Vân, cột điện dát vàng bạc là nơi coi trầu. Bên đông là điện Phong Lưu, bên tây là điện Tử Hoa, bên tả là điện Bồng Lai, bên hữu là điện Cực Lạc. Tiếp đó dựng lầu Đại Vân, dựng điện Trường Xuân làm nơi vua ngủ. Lê Đại Hành cũng lập năm hoàng hậu, suy tôn Dương Vân Nga làm Đại Thắng Minh hoàng hậu, đúng với tước vị từ đời vua Đinh ban tặng. Triều Lê Đại Hành, các nghề thủ công như dệt vải, gốm sứ, nghề mộc, nghề rèn đã được khuyến khích phát triển. Việc đào kênh dẫn thủy và mở đường giao thông được quan tâm nhằm tích lũy lương thảo, khai thông hàng hóa đến mọi miền theo thứ bậc, lộ, phủ, châu, nhà vua đã phân định. Mùa xuân năm Đinh Hợi 987, vua cày tịch điền ở núi Đọi. Đây là một nghi lễ động thổ tế thần và cũng là lời hiệu triệu khuyến khích trăm họ chí thú với ruộng đồng để dân giàu nước mạnh. Thế kỷ thứ 10, ruộng vua, ao chùa là những vùng đất bờ sôi ruộng mật. Vua đến tế lễ để cầu xin mưa thuận gió hòa cho việc quân lương đầy đủ, phòng tai biến xảy ra. Lo cho dân có ruộng cày, cơm ăn áo mặc, chính là lo cho cội rễ bền chặt mới vững được ngai vàng trên cao. Sự học hành thời Tiền Lê cũng được triều đình ưu ái. Tăng lữ, sư sãi chính là những người thầy giáo huấn cho dân chúng với mục đích truyền bá kinh Phật để dân làm việc thiện cho đất nước thái bình và ổn định. Vào năm Tân Sửu, vệ vương Đinh Toàn, con trai Đại Thắng Minh hoàng hậu, phò tá vua Lê đi dẹp giặc cỏ ở miền Châu Ái thuộc vùng Tây Thanh Hóa bây giờ. Trong một lần xung trận, Đinh Toàn đã liều mình cứu Lê Đại Hành mà tử trận. Nhà vua đã phải chắp tay khấn rằng, vệ vương sinh vi tướng, tử vi thần. Ngay sau ngày con trai mất, Dương Hoàng hậu vì quá đau buồn mà sinh ốm nặng.
Vào đúng năm 1000, bà đã băng ở tuổi 49, để lại một khoảng trống lạnh lùng trong nội cung. Năm Ất Tỵ 1005, mùa xuân, tháng 3, vua Lê Đại Hành băng ở điện Trường Xuân. Vua ở ngôi 24 năm, thọ 63 tuổi. Vua Lê có 11 con trai. Theo di chiếu, Lê Trung Tông, tên húy là Long Việt, là con thứ ba lên ngôi hoàng đế. Cuộc tranh giành quyền lực giữa những người con của Lê Đại Hành kéo dài trong 9 tháng mà không ai nghĩ tới việc chôn cất vua cha. Người con thứ năm là Đông Thành Vương tranh giành với Lê Long Việt bị thua, chạy vào đất Hà Tĩnh thì bị giết chết. Sau đó Long Việt lên ngôi vua được 3 ngày thì bị em cùng mẹ là Lê Long Đĩnh giết để cướp ngôi. Mộ Đại Hành hoàng đế được đặt khiêm nhường dưới chân núi Mã Yên, ở vị trí chính giữa Hoàng Ỷ Sơn. Hai bên lăng vua Lê có hai quả núi trầu như hình tay ngai, gọi là Long Trầu Hổ Phục. Đặt lăng ở đây, theo thuyết phong thủy, chính là mong ngôi báu truyền giữ đời đời. Thế mà thời thế lại không theo như vậy. Họ Lê chỉ làm vua được thêm 4 năm, đã phải nhường ngôi vì những bạo ngược của Lê Long Đĩnh, chẳng có phương thuốc gì cứu vãn được. Khi Lê Long Việt bị đâm chết, trong số quần thần chỉ có Lý Công Uẩn ôm xác khóc xót thương. Vua Lê ngoạ triều khen là một trung thần, đã phong họ Lý làm thập đạo tướng quân, một chức vị như người tổng chỉ huy quân đội. Ở thời nào cũng vậy, lòng dân là thước đo về phẩm hạnh của những người ở ngôi cao chức trọng. Ngôi càng cao thì đức càng phải lớn, lấy việc chăm lo quốc thái dân an làm vui. Nhược bằng đức mọn, tài hèn mà ngôi cao chức trọng thì sớm muộn cũng biến thành bạo chúa. Bày ra đủ cách hành xác dân lành theo kiểu Trung Cổ như Lê Ngoạ Triều ở kinh thành Hoa Lư. Long Đĩnh làm vua được 4 năm thì mất vì trọng bệnh. Khi ấy kinh thành lâm vào cảnh bĩ cực có phần đen tối. Đúng dịp đó, thiền sư Vạn Hạnh, người am hiểu sâu sắc về tam giáo và lý số, đã chuẩn bị mọi điều kiện cho một bậc minh quân lên ngôi. Những bài sấm ký trước đó đã gieo vào lòng dân là sẽ có vật đổi sao rời. Tháng 10, ngày Quý Sửu, tại kinh thành Hoa Lư, Lý Công Uẩn được quần thần tôn lên làm vua, mở ra vương triều nhà Lý với 9 đời vua, kéo dài 216 năm trong lịch sử nước Đại Việt. Vạn Hạnh khuyên nhà vua: Hoa Lư thế đại không dài, vận số ngắn ngủi, trăm họ hao tổn, muôn vật không nên. Đây là đất của nhà Đinh, nhà Lê. Chi bằng rời đô về Đại La là đất quần tụ bốn phương để mở mang cơ nghiệp. Lý Thái Tổ khen là sáng suốt và hợp lẽ trời nên đã tự tay viết chiếu rời đô. Kinh đô Hoa Lư với vai trò lịch sử 42 năm từ năm 968 đến năm 1010 với hai triều đại Đinh và Tiền Lê và khởi đầu nhà Lý. Đặc biệt là hai triều đại Đinh và Tiền Lê đã xây dựng một quốc gia Đại Cổ Việt độc lập, hưng thịnh và quân đội phát triển, nền nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp và các ngành buôn bán cũng tương đối phát triển. Và hai triều đại đã có một chính sách rất mềm dẻo đối với quốc gia láng giềng ở phương Bắc là trong thì xưng đế, ngoài xưng vương để giữ cho mối yên ổn, để xây dựng và phát triển đất nước cho đến thời kỳ nhà Lý. Lý Công Uẩn rời đô ra Thăng Long, đây là một thời kỳ để phát triển hưng thịnh của đất nước cũng nhờ tiền đề từ kinh đô Hoa Lư của chúng ta. Theo sử cũ,
ghi lại rằng tháng 7 mùa thu năm Canh Tuất 1010, Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La. Đây là con sông Sào Khê, trong sách cổ cũng ghi là đây là Tiểu Hoàng Long, tức là con sông khởi nguồn từ sông Hoàng Long mà đi ra biển. Bến sông Sào Khê phải là bến xuất phát của chuyến rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Ngài cho thuyền đi từ sông Sào Khê ra sông Hoàng Long, lên sông Đáy, ra sông Châu Giang, lên Nhuệ Giang và vào sông Tô Lịch, cập bến ở thành Đại La. Mùa thu tháng 7 năm Canh Tuất, những con sông dâng đầy nước đã là thời điểm thích hợp cho cuộc thiên di từ Hoa Lư về thành Đại La. Ở giữa khu vực trời đất có thế rồng quận, hồ ngồi, chỗ cao mà sáng sủa, dân cư không khổ về ngập lụt, muôn vật rất thịnh mà phồn vinh. Nghĩ rằng là người cầm lái con thuyền Đại Việt, khi quyết định việc lớn, việc nhỏ đều nghĩ đến dân sẽ sướng hay khổ, thì đó chính là người xây nền thịnh trị cho muôn dân được nhờ. Khi thuyền rồng cập bến sông bên thành Đại La, bỗng thấy rồng vàng bay lượn, vì thế vua đặt tên là thành Thăng Long, đổi châu cổ Pháp làm phủ Thiên Đức, thành Hoa Lư là phủ Trường Yên, phát tiền kho 2 vạn quan, sai thợ làm 8 chùa ở phủ quê nhà. Truyền thuyết kể rằng khi Xa Giá vua về châu cổ Pháp, có ngự thăm chùa Phù Đồng, thấy bài thơ ở cột chùa viết: nhất bát công đức thủy, tùy duyên hóa thế gian, quang quang trùng chiến phúc, một ảnh nhật đăng san. Không ai hiểu thế nào, đến khi nhà Lý mất, các bậc cao tăng mới luận ra, từ đời Huệ Tông đến Thái Tổ là 8 đời. Huệ Tông tên là San, tức là mặt trời gác núi hết bóng. Mọi việc đều do trời thần sắp đặt cả, và không ai cưỡng được mệnh trời. Sự thịnh hưng do các bậc đế vương chăm lo kiến tạo, gặp người sao nhãng thì tàn. Kinh thành Thăng Long từ thuở Lý Công Uẩn dựng đô đã tồn tại 1000 năm. Sự vững bền ấy được khởi nguồn từ tinh thần thống nhất và độc lập của nhà nước Đại Cổ Việt do Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành gây dựng. Cố đô Hoa Lư với vị trí địa chính trị trọng yếu đã trở thành vùng đất thiêng tiếp linh khí cho Thăng Long Hà Nội trường tồn cùng non nước.